mình. Thôi nó có nói cảm xúc của ông luôn. Okay, rồi. You're from Ho Chi Minh. I'm from Da Nang. Da Nang. City. Rồi nhớ tương tái nói okay. Chuyện đó lên. With the bridge. Golden bridge. Yeah. Oh, you know that? Yeah, famous. Okay. Hello. I'm Tai from Trong Thế Giới Xe channel. Thank you. Are we ready? Yeah. Woo! Đây là lần đầu tiên mà Tài đứng. Đây là lần đầu tiên mà Tài được trải nghiệm trip cùng với lại quý cô Leona là nữ hoàng trip chuyên nghiệp đến từ Malaysia. Và bây giờ thì cảm giác Tài ngồi trong xe thì rất là sảng khoái và Tài cũng may là Tài là một người rất là ưa thích mạo hiểm và những trò chơi cảm giác mạnh, cho nên là tài rất là thích những màn những màn risk xe của ấy. Bắt đầu trip. Rất là đã thưa quý vị.